Rồi, chào các bạn mọi người đang xem nha. Đang quay máy cày nữa các bạn ơi. Quay máy cày Shibora. Shibora 1634 gì đó các bạn. Ây da, tài xế mất tiểu. Đây, quay ra này đặt lưới cho các bạn xem. Đây đặt lúa à, chụp tới đâu đặt theo tới đó các bạn ơi, bên đây nữa nè, đây đặt rồi, đây cho chụp à, chắc còn những năm sáu công nữa cũng rồi nha mọi người. Thô này thì đầu vạc này nó hơi lung, không biết có lát có chạy không biết nha, nếu có chạy mình quay cho các bạn xem luôn nha. Khúc này lung chạy đá lắm các bạn ơi, máy này chạy thì bao phê luôn. Máy cày nhỏ, máy cày của bác Tám các bạn. Này mua về trục chét với lại làm bờ mẫu rồi đất nhà các bạn, chủ yếu làm đất nhà thôi. Rồi hai đang nhảy lên, bánh lòng nó cao bằng cái cọng chét luôn các bạn. Cái này nó hơi sâu nhưng mà đất nước nhiều nhưng mà nó còn hơi lung các bạn nha, nó bắn nước lên sẹt sẹt các bạn thấy chưa. Quá trời quá đất rồi, khó tài luôn. Chạy cái miếng này là mát máy luôn các bạn, nó sạch nước lên máy vừa ướt hết trơn luôn. Rồi má chạy gần tới các bạn ơi, khúc dưới này mới hấp dẫn nha các bạn. Quá trời. Cũng ngập luôn rồi các bạn. À, vô số chậm lại các bạn ơi. Thôi dỡ cái nắp lên, dỡ cái nắp lên đừng cho nước nó bắn vô máy gì nữa các bạn. Quá dữ rồi. Này một tay lái một tay cầm cái nắp cái cài luôn. Đó. Ghê chưa. Dữ thiệt. Lung này các bạn ơi, sâu nè, cũng ngập cái bánh lòng luôn. Tầm mình đang quay bây giờ thì tầm ở bên Vinh Thuận Lợi ở ấp Đường Lát các bạn ơi, gần Ghiền Kiên Giang nha mọi người, nước cái bắn lửa quá trời các bạn thấy không? Trời bữa nay không có nắng luôn các bạn. Cái này là vô bão á, đợt bão này nó không có nắng. Nghe quay nó không có được rõ trong nữa các bạn. Quay tới tối. Quá dữ. Rồi máy đang chạy lên luôn các bạn ơi. Quá trời nước.
Này chắc ổng chụp hai tác các bạn ơi, chụp tác này rồi chắc cỡ tuần lễ nó mới chụp tiếp tác hai các bạn. Còn gốc gã nhấp chân. Dở cái nắp lên đó. Nước nó bắn tung té chứ. Ôi. Rồi còn một lần cuối này cũng rồi, bên đây luôn, chuẩn bị qua biên miếng bên kia, biên bên kia để mình quay clip sau nha các bạn. Nói chung là quay nhiều clip lắm các bạn ơi, không có quay một clip đâu, tại vì mấy clip nào hay hấp dẫn mình quay nhiều clip. nhiều khi đăng lên YouTube nó đề xuất nhầm bạn thấy, nhầm bạn không thấy các bạn. Quay lên nhiều clip, với lại một máy mình quay một clip thì không có thời gian các bạn, không có thời gian đi kiếm máy, với lại không có máy đâu mà quay tới một máy một clip đều hết trơn, không có các bạn. Thì kênh nào cũng vậy thôi các bạn ơi, một máy thì thường thường quay 2-3 clip 4-5 clip gì không à. Quan trọng là quay cảnh nào với lại đất khác như các bạn. À, vỏ mình đi chơi luôn, trời tối thui luôn các bạn ơi. Rồi, chào các bạn luôn nha.